Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, không nơi nào có mưa, lúc này thì cả Bắc Bộ đang chìm trong một làn sương mỏng, cùng với đó là mức nhiệt chỉ khoảng từ 20 đến 23 độ ở khu vực vùng núi Trung Du phía Bắc và từ 23 đến 25 độ ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên, với thời tiết nắng sớm thì lớp sương mỏng này sẽ tan nhanh. Từ sau 8 giờ trở đi, miền Bắc đồng loạt chuyển nắng, nền nhiệt ngày tăng rõ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng từ 32 đến 34 độ. Trời nắng và có cảm giác hanh khô vào khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều. Nhưng đến chiều và tối khi cường độ nắng giảm, nhiệt độ sẽ giảm nhanh và trời sẽ chuyển mát trở lại. Ở miền Trung lúc này nhiều nơi cũng đã giảm mưa. Dự báo trong ngày hôm nay cùng với quá trình suy yếu của giải hội tụ nhiệt đới và gió đông bắc của khối không khí lạnh, nên Trung Bộ chỉ có mưa rào nhẹ rải rác về chiều tối, tập trung ở các tỉnh thành từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi. Còn trong ngày, một dọc các tỉnh thành Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào đến tận Bình Thuận phổ biến có nắng với mức nhiệt độ trong ngày hôm nay dao động từ 31 đến 34 độ. Ngoài ra, nhờ giảm mưa nên lũ trên các sông của Trung Bộ cũng sẽ rút dần. Trạng thái không mưa, tạnh ráo cũng là thời tiết ngay lúc này ở các tỉnh thành Nam Bộ và Tây Nguyên. Dự báo trong ngày hôm nay, trạng thái nắng ráo này sẽ được duy trì từ sáng cho đến chiều. Nền nhiệt ngày hôm nay ở các tỉnh thành phía Nam tiếp tục tăng nhẹ. Ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Ở khu vực Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Về chiều tối và tối thì mưa rào và dông có thể xuất hiện rải rác trên khu vực nhưng ít có khả năng mưa to. Trên biển, ở khu vực huyện đảo Hoàng Sa và vùng biển huyện đảo Trường Sa đều có chung tình trạng gió nhẹ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển khai thác ngư trường của bà con ngư dân. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.